Đầu tiên là chúng ta sẽ cho một chút đá vào nha. Tiếp theo chúng ta có hương vị của bò húc. Và giờ Tuyên sẽ pha theo tỷ lệ vàng, đó chính là 2:1. Ta sẽ pha 2:1 chuẩn xác luôn. Tiếp theo chúng ta sẽ khui chai Jägermeister này ra. Đây là một chai Jägermeister mới tinh, còn nguyên siêu. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ăn bóc chai rượu này nha các bạn. Bây giờ mình cần phải thử một ngụm xem như thế nào. Ok, tỷ lệ 2:1 của chúng ta có hương bạc hà, có những hương thảo mộc, nó giống như những cái loại thuốc bắc vậy, hương vị của trái cây. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đổ vào đây nhá. Trước tiên thì mình cần phải nói về cái màu sắc của rượu này. Thì màu sắc của rượu này thì đúng thật như là chúng ta có một cái màu rượu rất là đậm, và nó giống như là rượu thuốc ngâm của Việt Nam vậy. Tuy nhiên cái hương vị của nó rất là đa dạng, và khi mà pha trộn với cả bò húc thì nó sẽ tạo nên hương vị như thế nào, thì bây giờ mình sẽ thử và review lại cho các bạn nhé. Thật sự là khi mà mình pha với cả bò húc như thế này thì mình cảm thấy nó rất là dễ uống, bởi vì bản chất là bò húc nó đã dễ uống rồi. Phải nói thật sự là khi mà pha trộn Jägermeister với cả bò húc thì nó tạo nên rất là nhiều những cái hương vị khác nhau, và mình cảm thấy là vị cái bò húc thì nó bị gắt ở trong cái cuống họng của mình nữa, và rất là nhiều những cái hương vị ở trong vòng miệng của mình. Chúng ta nên thử thêm một vài ngụm nữa để cảm nhận nhé. Thật sự nó dễ uống quá, và nó cũng chỉ đâu đó có những cái hương vị của thảo mộc, có những cái hương vị của lá bạc hà, hương vị của hoa quả chín nha các bạn. Rồi, sau cái ly này thì mình sẽ làm một cái ly shot đậm đặc để xem nó, cái hương vị của nó thật sự như thế nào nhé. Và lần đầu tiên uống thì mình thấy nó cũng dễ uống. Ok, chai rượu này thì được tạo ra bởi những cái loại nguyên liệu chất lượng cao, cũng như là trên 50 vị thảo mộc, ở đây có ghi rõ là 56, trải qua một cái quá trình ủ trong thùng gỗ sồi rất là lâu năm để tạo ra một cái hương vị chất lượng như thế này. Ok, và bây giờ thì không để cho các bạn chờ đợi lâu, chúng ta sẽ thử nghiệm một shot rượu đậm đặc của chai rượu này để xem cái hương vị của nó như thế nào nhé. Chia sẻ với các bạn rằng là khi mà mình uống xong một cái ly Jägermeister mix với cả bò húc như thế này, mình cảm giác rất là sảng khoái và muốn uống thêm một ly nữa như thế này liền, bởi vì cảm giác nó nhẹ nhàng và nó rất là phấn khích ở bên trong, rất là khó tả. Và bây giờ mình sẽ thử ngay một cái ly shot để chia sẻ với các bạn về cái hương vị và cũng như là cái cảm nhận của mình nhé. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ thử một shot một tí thôi. Ok, và đầu tiên thì chúng ta vẫn như vậy, chúng ta sẽ ngắm nghía cái màu sắc. Đây là một cái màu gọi là màu hổ phách đậm đi. Đây là một màu hổ phách đậm, và cái hương vị của nó thì mình nói lại một lần nữa, đó là có một chút bạc hà, vị cồn. Và thật sự là khi mà uống cái hương vị nhẹ nhàng pha với cả bò húc thì
mình có ngửi thấy mùi thảo mộc bởi vì nó được tản ra và nó rất dễ dàng nhận ra. Nhưng ở đây thì mình lại thấy cái mùi bạc hà nó cao hơn, nó nhiều hơn. Rồi nhẹ nhàng ngửi thì mình mới cảm nhận được cái hương vị thảo mộc ở bên trong cái ly rượu này. Ok, bây giờ chúng ta hãy nhấp một ngụm nhỏ để xem là cái hương vị của nó khi mà đi vào trong cái đầu lưỡi của mình nó sẽ như thế nào các bạn nhé. Khi mà cứ nhấp một ngụm nhỏ thì nó tạo ra một cái cảm giác tê tê ở đầu lưỡi, cái hương vị của bạc hà và thảo mộc bắt đầu lan tỏa xung quanh cái khóe miệng của mình và nó đi vào trong, không giống như những cái loại rượu whisky mạnh khác. Đây là một cái loại nó đi vào một cách rất là nhẹ nhàng. Hậu vị thì nó để lại cho mình một cái gọi là vị ngọt rất là nhẹ nhàng. Và thật sự là chai rượu này nó rất đáng để nghiên cứu nha các bạn, rất đáng để trải nghiệm. Nếu như bạn uống hợp chai rượu này thì Tiên đảm bảo với các bạn rằng đây là một chai rượu lý tưởng để chúng ta chill mỗi tuần. Và bây giờ thì một ly cạn nhá, xem nó sẽ như thế nào. Thật sự là cái cảm giác bây giờ nó vẫn rất là thòm thèm. Cái phải nói thật là cái nước miếng nó cứ tuôn ra và nó rất là muốn uống ngay cái ly tiếp theo xem là nó như thế nào nha các bạn. Cái cảm nhận của mình đó là nó tạo ra cái độ phê nhất định, cảm giác rất là thích thú, vui vẻ bên trong nhá. Ok, các bạn không tin các bạn có thể thử ngay lập tức. Không hề nhẹ nhàng. Nếu mà một chén đầy như thế này các bạn có thể rất dễ dàng và mình sốc ngay lập tức. Bởi vì sao? Chai rượu này tuy rằng nó chỉ có 35% nồng độ cồn, tuy nhiên khi Tuyên uống và Tuyên cảm nhận nó đi rất là nhẹ nhàng vào cơ thể và nó làm ấm phần bụng của mình, rồi cổ họng nó để lại cái dư vị, đó là vị ngọt. Nó không bị gắt, nó rất là nhẹ nhàng, cảm giác rất là phấn khích và vui vẻ như Tuyên đã nói ngay lúc đầu. Và các bạn có thể thử hiện này. Và đó là cái cảm nhận đầu tiên mà khi mà mình sử dụng cái chai Jägermeister này. Và như các bạn thấy về cái hình thức của chai rượu này được thiết kế với màu xanh lá như thế này. Đó, màu rượu thì là màu của phách đậm và cũng như là cái hương vị của nó đúng như cái màu xanh này luôn, đó là lá bạc hà. Và Tuyên cảm thấy là cái mùi vị bạc hà, nếu như bạn yêu thích thì nó sẽ rất là dễ chịu. Và để mà trải nghiệm cho nó trọn, gọi là tròn vị, chúng ta hãy thử uống ly đầu tiên và uống liền ly tiếp theo nhé. Đó là cái mà cảm nhận của Tuyên về cái chai rượu này. Đó. Còn khi các bạn uống một cái ly ngắn như thế này thì nó có thể khiến cho bạn dễ dàng bị sốc nhẹ. Ok chưa? Còn nếu như bạn tiểu lượng cao thì bạn hoàn toàn không sợ cái điều đó. Và Tuyên đã review xong chai rượu Jägermeister này. Nếu như bạn có góp ý gì thì các bạn có thể comment ở phía bên dưới video clip này. Go Little Tea, rượu không chỉ là uống mà còn là khám phá.